Hello lại cả nhà. Hôm nay mình muốn chia sẻ cái cách mà làm design cho những cái business card, mấy cái voucher, mấy cái gọi là flyer cho tiệm nail hay là cho quán ăn hay là bảng giá hay là hầu như là làm cái gì cũng được. Với một cái chương trình rất là nho nhỏ, không cần phải hiểu biết nhiều về design. Cái chương trình nó tên là Motorsoft, có thể download trên mạng nha, Business Card MX. Thì mình vào mình download nó như bình thường, thật sự mình nói mua mua nó cũng chỉ có 20 đồng thôi. Ok, hiện tại bây giờ nó đang giảm giá tới 40%. Mình cái này là mình không phải quảng cáo cho hãng nào hết, nhưng mà như các bạn nhìn thấy nó chỉ có 88 MB thôi, 88,5 MB. Ok, ở đây là các bạn nhìn thấy nha. Sau khi download mình setup nó, nếu đã mua rồi thì mình sẽ có cái key, mình sẽ có username, key mình đưa email vào. Bây giờ là mình setup nó trước. Đây, mình đang xài Windows tiếng Đức thì mình cài tiếng Đức luôn, nhưng mà nó là multi-language. Ok, nó là multi-language. Để mình cài nó xong rồi mình làm từng bước cho các bạn nhìn thấy coi nó đơn giản tới cỡ nào nha. Thật sự mà nói mình rất là thích chương trình này, bao nhiêu năm nay mình cũng xài nó để mà làm hình ảnh, làm flyer, làm voucher, làm nói chung làm được hết tất cả. Ok, lúc mà mua xong, lúc mà mình cài xong thì nó sẽ hỏi là đưa key vào hay là mua. Thì ở đây mình đã có sẵn rồi, nhưng mà khi thì nhưng mình không có cho bà con nhìn thấy được rồi. Ok, đưa key vào, đưa tên, đưa email, tên họ chứ. Sau khi xong thì mình bấm Request và bấm OK thôi, là nó sẽ bị biến mất cái quảng cáo đi, nó sẽ không đòi hỏi mình nữa. Ok. Cái trước mắt là các bạn sẽ nhìn thấy mình mở một cái trang trắng, để mình mở rộng ra để dễ nhìn hơn. Đây, ok. Ví dụ cho các tiệm nail thì thường là các bạn cũng có thể lấy hình trên mạng được. Nhưng mà mình khuyên các bạn muốn tìm cái gì trên mạng cũng đánh vô cái chữ wallpaper, HD wallpaper, là tại vì cái hình nó sẽ rõ hơn, nó sẽ lớn hơn, nó sẽ tốt hơn để mình làm việc, nó cũng dễ hơn. Ví dụ như mình đánh nails HD wallpaper thì các bạn có thể tìm trên mạng, tìm đâu đây trên mạng như những cái hình mà đã có sẵn. Okay, tại vì thường làm nail thì người ta cũng hay lấy hình trên mạng thôi. Ở đây thì mình có thể tìm những cái mà như ý muốn của mình. Ví dụ như mình lấy cái màu trắng đi, mình lấy cái nền màu trắng nha, thì mình bấm vào mình tìm cái nền nào mà nó ok, nó đẹp. Ví dụ như cái hình bàn tay này là PNG. Ok, hình bàn tay này là PNG, là nó không có background. Ok, background của nó là blank hết, thì mình lưu cái tấm hình này xuống. Lưu tấm hình này xuống thì thường thường mình làm việc thì mình nên bỏ trên màn hình để mà mình dễ nhớ nó nằm ở đâu. Ngoài ra thì ở đây nó có những cái hình khác nữa cũng PNG luôn. Đây, cũng lưu lại. PNG là những cái mà không có không mấy cái file đó là đại đa số là không có background nha, thì mình có thể bỏ nó lên bất cứ cái hình nền nào cũng được. Thì nó sẽ thành màu đen, màu trắng như ý muốn. Còn ví dụ như cái này, mình tìm HD wallpaper mà nó thấy nó có 350 hay là 219 thì nó quá nhỏ. Ok, nó quá nhỏ. Mình tìm cái nào mà nó lớn một tí, như cái này là Full HD là 1024 nè. Ok. Mình bấm vào để mà mình download nó. Đây, mình download nó, mình save cái hình xuống. Cũng bỏ lên màn hình. Bây giờ hiện tại là mình có ba cái hình rồi, thì ở đây một là mình set màu cho cái hình. Ok, mình set nó màu đen đi nha, tại vì mình thích cái màu đen là
Nếu mà có màu đen thì những cái hình màu khác nó sẽ nổi lên rất là nhiều. Ok, sau đó mình bấm vô cái này là cái hình. Thì vào cái desktop để mà mình chọn, vào cái desktop để mà mình chọn cái hình nó cũng màu đen thì mình bỏ nó lên. Ok. Đây như các bạn cũng nhìn thấy nha, mình bỏ lên. Đó. Nhưng mà thường là các bạn mà nhìn thấy cái kiểu này nó sẽ bị cắt và có cái nền đen này nè. Cái nền này là người ta nhận ra được là có tấm hình. Ok, là có một tấm hình. Cái này có thể làm hai mặt, mặt trước và mặt sau. Đó. Bây giờ mình làm to nó ra thì không thấy cái chữ đó nữa, không thấy cái đường cái viền của cái tấm hình đó nữa, thì coi như tấm hình này thành một cái background rồi. Ok. Còn nếu mà các bạn mà thu nhỏ mà để lên á, đây như cái này, thì các bạn sẽ thấy hình nền cái viền của nó. Thì ở đây nó có cái cục gọi là cục gom. Ok, để mà mình xóa nó đi, mình xóa cái hình nền đó đi. Đây thì cái background của mình trước sau thì cũng màu đen rồi, thì nó đã biến mất rồi. Bây giờ thêm chữ. Thêm chữ, thí dụ như mình đánh vào nail word, mình ở đây là thêm text, thì cái text của nó trung bình là bình thường là nó để màu đen, thì mình để màu trắng cho mình dễ hiểu mà mình dễ dễ nhìn thấy đi. Nails word đi ha. Ok, nails word. Ok, nails word. Thì mình ở đây mình có thể chọn lựa chọn làm sao mà cho nó hợp cái màu. Cái này tất cả cái này đều là do cái fantasy của các bạn. Ai muốn xài sao xài. Ai muốn xài sao xài, ai có một cái idea nào thì cứ đưa lên. Để cái chữ nail word này thì nhìn nó xấu quá, nó bình thường quá, thì ở đây nó có những cái mẫu chữ như thư pháp là hầu như là châu Á mình ai cũng thích xài. Hay là những cái mà như của phụ nữ, mấy cái tiệm mà làm đẹp thì mình thường xài mấy cái chữ mà phụ nữ một tí. Ở đây có rất là mình có khoảng chừng mấy ngàn mẫu chữ. Thật sự mà nó nhiều hơn nữa. Nhưng mà thôi, do máy, cái này là do máy, coi ai xài máy mạnh máy yếu. Nail words, ví dụ ở đây thì mình pha với màu đỏ và màu da, thì mình làm cái background ở cái gọi là cái shadow của nó, cái khung của nó cho nó thành màu da một tí. Đó. Rồi có thể làm dày hơn ha. Bây giờ mình thêm một cái effect, ví dụ như là effect shadow. Shadow của nó thì mình làm màu trắng đi. Ok, để cho nó nổi lên một tí, các bạn nhìn thấy không? Nó khác rồi. Nó đã khác rồi. Rồi mình thêm cái reflections là giống như là một cái ánh ở dưới nước. Cái bóng ở dưới nước nó soi lên. Nail words. Rồi ở đây mình có thể đánh một cái text thêm nữa là ngày giờ làm việc. Ok. Như bây giờ mình để chữ màu đỏ đậm, cũng để chữ màu đỏ đậm, rồi cái viền là màu sáng, màu trắng. Chứ mình không cái này thì khó nhìn quá. Cái này thì khó nhìn quá, nhưng mà để cái này thì mình một lát nữa mình đưa lên coi cái tấm hình nó nhìn ra sao. Thí dụ như từ thứ hai cho tới thứ bảy. Ok, từ thứ hai tới thứ bảy. Ở đây mình dùng chữ bình thường để mà dễ nhìn hơn. Để mà dễ nhìn hơn, từ thứ hai tới thứ bảy. Ok. Từ 9 giờ sáng đi. 9 giờ. 9 giờ sáng cho đến 18 giờ chiều. Đây là tất cả cái này là ví dụ để các bạn tự làm nha. Cái này là tạm thời là màu đỏ. Rồi địa chỉ số điện thoại. Mình có thể copy cái này lại để mà khỏi mất công chỉnh sửa màu nữa. Ok. Số điện thoại. Bây giờ mình ví dụ như trong Germany, thì hay là mình đi download một cái hình nào đó của WhatsApp, hay là hình phong bì, hình lá thư. Bây giờ mình thử mở một cái trang để mà mình download cái WhatsApp. WhatsApp PNG. Đây là nó đã có sẵn ở đây trong này hết rồi, thì mình đi tìm nó thôi, mình chỉ đi tìm cái nào mà nó gọn nó tiện.
Đây là PNG. Đây, ví dụ như cái này, WhatsApp PNG, mình download nó xuống, cũng bỏ trên màn hình. Và sau đó mình đưa tấm hình của WhatsApp lên. Mình tìm tấm hình của WhatsApp, mình đưa lên. Ồ, cái này không, cái background có background màu trắng nha, không nên sử dụng. Tại vì ngồi xóa nó thì cũng khùng luôn đó. Mình phải tìm cái nào mà nó đã xóa màn hình đàng hoàng rồi. Cái này hình như là cũng bị rồi. Cái này nó thành PNG nhưng mà không biết là nó có xài được hay không. Các bạn phải tìm cái nào mà không có background. Ok, phải tìm cái nào không có background. Cái này cũng có background màu trắng. Đúng ra mình cũng nên chuẩn bị trước làm hình á, thì nên download trước. Còn cái này là mình làm thật hết, tất cả đều là thật, cho nên mình làm làm tới đâu thì mình chia sẻ tới đó. Hay hơn, không có màu xanh thì thôi mình tìm thử màu trắng thử coi. Cũng có, tất cả đều có hết rồi. PNG Clean Resource Network. Như cũng giống như mấy cái hình Facebook này nọ cũng vậy, có thể làm được hết. PNG. PNG WhatsApp. PNG WhatsApp. Nó nằm trong downloads. Genuine Technology downloads. Xem thử. PNG. Đây, ví dụ như cái này nó không có background nè. Thì mình có thể làm nhỏ nó lại để mà mình đưa nó lên. Rồi mình đánh số phone kế bên. Đúng không? Ví dụ như cái text này mình sửa lại là ví dụ như số của Germany đi thì là cộng 49 cộng 49 123 rồi 456 7890. Ok. Mình nói ví dụ, cái này là tất cả cái này đều là ví dụ hết nha. Tất cả cái này đều là ví dụ hết. Đó. Rồi sắp xếp làm sao cho nó đều. Các bạn sắp xếp làm sao cho nó đều. Đây. Rồi ở đây mình có thể để tên đường. Đây, street name. Số 1 đi. Rồi ở thành phố. Ở thành phố 1 2 3 4 5. Ví dụ như London. Ha, rồi đúng là cũng không cần nữa, đâu cần để tên để ở quốc gia nào nữa đâu. Thì cái này là mình có thể sắp xếp theo ý muốn của mình. Sắp xếp theo ý muốn của mình nha. Rồi ở đây mình có thể thêm cái icon Facebook hay là icon Instagram. Ok. Bây giờ là coi như là mình có một cái tấm hình ở mặt trước rồi, thì mặt sau mình có thể để bảng giá. Ok, mặt sau mình có thể để bảng giá, mình cũng copy text hay là mình làm một cái background khác. Bây giờ mình tìm cái background nào mà nó khác khác, nó lại là ăn tí, chứ để xài cùng một cái đó thì nó hơi chán. Ok, nó hơi nhìn thấy hơi buồn chán. Nhưng mà mặt trước đã chơi màu đen background của đó rồi thì mặt sau mình cũng sẽ làm màu đen background luôn. Hay là thậm chí mình có thể xài trắng đen luôn. Ok. Đây.
Ví dụ như ở đây đi, ở đây thì mình có thể làm hình nhỏ được, ở đây có thể làm hình nhỏ được. Đây, lấy cái tấm hình màu đen này, save cái bên nó là cái hình nó lên đây. Rồi, bây giờ mình làm background cũng màu đen. Mình đưa cái tấm hình đó vào. Đây các bạn nhìn thấy nha, mình đưa cái tấm hình đó vào. Mình nói ví dụ đưa cái tấm hình đó vào cái góc nào đó. Hay là để ở giữa luôn cũng không quan trọng, không quan trọng. Đây là cái ví dụ nha. Rồi cũng mấy cái viền này thì mình có thể xóa nó đi bằng gom. Rồi ở đây thì mình có thể theo cái hình vuông mình xóa một khúc này đi. Ok. Rồi xóa khúc dưới đi. Một khúc thôi để nó xóa cái viền đi thôi. Ha. Rồi thích thì ở trên nữa. Ok. Đó, thì ở đây là cái viền của nó các bạn không nhìn thấy nữa. Mình có thể làm cho nó mờ mờ ảo ảo đi. Ok, làm cho nó mờ mờ ảo ảo đi hoặc là làm lớn ra. Làm lớn ra mà mờ mờ ảo ảo. Mờ hơn nữa để mà mình viết text đè lên. Ok. Như các bạn nhìn thấy. Đây. Làm nó mờ ảo đi. Ok. Thì ở đây mình có thể làm một cái bảng giá như text. Đây, trước tiên là mình đánh màu trắng hết để cho nó dễ nhìn. Manicure. Ha. Rồi mình sắp đại chỗ nào mà cảm thấy hợp lý. Ok. Rồi mình copy. Copy là giống như là Ctrl C và Ctrl V bình thường thôi. Rồi pedicure. Ok. Các bạn có thể làm màu theo ý muốn của mình. Dĩ nhiên không, trước khi mà muốn muốn làm một cái gì đó thì giống như ở đây mình có một cái tên, một cái sản phẩm và một cái giá. Một cái giá của nó ví dụ như là 15 đồng. Ha, 15 15 đồng euro đi ha. 15 đồng euro. Thì ở đây mình có thể sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp theo thứ tự nha. Bây giờ cái manicure này là nó đang nằm là from left. From left là 1,72 thì mình đánh cho 2 đi cho nó chẵn. Ok, các bạn nhìn hình nó nhúc nhích nha. Từ trên xuống dưới cũng là 2 luôn. Cái này 20 rồi, xin lỗi. Ok. Thì ở đây mình biết được là từ trên xuống dưới là 2 rồi. Từ trên xuống dưới là 2. Thì mình sắp cho nó đều. Cái hàng này mình có thể kéo dài ra một tí là mình bây giờ nó đang là 16 thì mình để là 20. Đó, từ trái sang phải, nhưng mà tốt nhất là mình để đánh đánh ngược. Sắp theo kiểu ngược. Ok, từ trái sang phải. Rồi bây giờ mình chọn màu. Mình chọn màu ví dụ như màu đỏ nền vàng hay là nền xanh cho nó rõ ví dụ ha. Rồi ở đây là chữ màu màu đỏ mà nền vàng hay là nền nền như thế nào theo ý muốn của mình. Ok, là nền xanh này hay là tím này hồng này tùy mình, tùy cái này là tùy mình hết nha. Ok, ở đây thì mình copy là Ctrl C và paste là Ctrl V thì nó sẽ nằm xuống hàng, nó tự động nó xuống hàng cũng ở đây là 2 hết, từ trái sang từ trái là 2 cm hết nha. Ở đây thì mình đánh pedicure. Pedicure. Rồi cái số 15 này mình cũng copy Ctrl C và Ctrl V. Ok, nó cũng 20 thì ở đây mình đánh 10 đồng. Ví dụ 10 đồng. Đó, để cho nó đều. Còn ví dụ mà nhiều sản phẩm quá mình đưa nó lên thì mình nên nhớ, thí dụ như bây giờ ở đây từ trên xuống dưới, từ trên xuống dưới là 2. Sau đó cái này thì mình để 5. Là cách nhau 5 cm thì ở đây mình cũng phải để 5 luôn. Ok, 5 cm. Các bạn nhớ nhớ kỹ cái chuyện này, nếu mà từ 2 ok, từ 2 mà tới 5 là 3 cm. Thôi nói cm đi cho dễ nhớ.
Thì lúc mà mình copy cái này từ 5 tới cái này thì nó thành 8, tại nó cách nhau 3 mà. Đúng không? Nó cách nhau 3 thì cái này nó thành 8. Ok, cái giá tiền cũng y chang như vậy. Copy paste thì nó sẽ thành 8. Cái này ví dụ mình không có rành về cái này, nhưng mà mình có thể đánh vào sản phẩm 3 ha. Thì 17 đồng. Ví dụ 17 đồng. Rồi mình cũng copy và paste tiếp. Cũng để từ 8 tới đây là phải là 11. Tại cách nhau đã 3 cm rồi. Thì mình nên làm tiếp tục nó cho nó đều. Ok. Thì ở đây cũng là 11. Đó, rồi cái này là mình có thể sửa lại là sản phẩm 4. Sản phẩm 4 giá 25 đồng đi. Ok. Rồi nó cứ tiếp tục cho lúc mà nó đầy cái này. Nếu mà còn thừa cái chỗ nào đó, các bạn có thể đưa một cái logo của tiệm lên, hay là đưa cái hình nào, hay là một cái bông hoa nào đó lên. Đó. Thì các bạn có thể chia nó ra để mà thành một cái flyer mặt trước và mặt sau. Đến lúc mà làm xong thì các bạn chỉ cần bấm vô file rồi export nó ra, nhưng mà tốt nhất là để 600 DPI nha. Ok. Ở đây là mình đánh vô là mặt trước, mình lưu lại thành mặt trước. Rồi cái này mình làm cái ví dụ thêm một cái nữa là mặt sau. Ok. Mặt sau. Đây, là mình có hai mặt. Thì bây giờ là coi như là cái video này tạm thời nó đã xong. Là cái hình này cũng là cái mình thí dụ cho các mình ví dụ cho các bạn nhìn thấy thôi. Bất cứ người nào ai muốn làm flyer, ai muốn làm design này nọ có thể hỏi qua mình. Mình sẵn sàng mình chia sẻ tất cả những cái này miễn phí hết luôn. Tại vì thời đại bây giờ hầu như ai cũng có apps hết rồi. À, nó có apps rồi, designer chỉ có là cái fantasy ra thôi, chứ không designer cũng không có phải là cái người mà giỏi về cái chương trình này, giỏi về cái chương trình kia. Có những chương trình như Office, như Adobe hay ACDC Pro này nọ, Ultimate, thì những cái đó nó quá nặng. Ok, đâu phải máy nào cũng có thể xài được đâu. Nhưng mà với cái chương trình nhỏ nhỏ kiểu này mà để làm được những cái thực đơn, những cái trang, những cái flyer, những cái bảng nhãn hiệu lớn lớn luôn, tại vì ở đây mình có thể đổi format dựng đứng, dựng nằm, hay là mình có thể đổi theo cm, hay là mm, hay là mét luôn. Thì những cái này là các bạn có thể làm một cái nhãn hiệu thật dài thật to cũng được, hoặc là làm hình cho nó chạy trên tivi để mà quảng cáo món ăn của mình. Hiện tại bây giờ là mình đang chia sẻ cách làm hình thôi nha. Mai mốt sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm video để mà cho món ăn nó chạy trên cái màn hình của mình, và có thể thay đổi giá cả bất cứ giờ nào, thay đổi hình ảnh, thay đổi những cái mà offer của ngày, trong ngày hay là trong tuần, bất cứ giờ nào luôn. Tại vì cái thời đại bây giờ mà để mà in ra giấy để mà đi phát á, thì nó xưa quá rồi. Đó. Bây giờ người ta xài QR code, mình scan một cái là mình nó hiện ra hết tất cả. Ok, cũng giống như là cái mà mình làm cho đứa em gái, cũng giống như cái mình làm cho đứa em gái hồi trước. Thì đây trong cái Word đây. Thì professional nails, love your nails. Đây. Cái mình làm cho đứa em gái là cái Dina 4. Đây. Đó, mình có thể xoay được. Đó, các bạn nhìn thấy đằng mặt trước và mặt sau. Ok, các bạn có thể nhìn thấy cái này là mặt sau đi. Rồi cái này là mặt trước. Các bạn nhìn thấy không? Rất là đơn giản, không có gì khó hết. Bất cứ người nào cũng làm được nha. Rồi nó có flyer, rồi business card thì bây giờ làm rất là đơn giản. Business card là chỉ có đằng trước và đằng sau có cái chữ scan me này, là người ta chỉ cần scan bằng cái điện thoại, mở máy chụp hình lên, đưa nó vào đây thôi là nó hiện được cái bảng giá trên cái điện thoại của các bạn. Và cái quảng cáo hay nhất là miệng truyền miệng, để mà các bạn có thể chia sẻ tự quảng cáo, có nghĩa là người khách có thể đi quảng cáo cho mình luôn. Ồ, chỗ này làm đẹp quá, chỗ này ăn ngon quá, người ta bắt đầu chia sẻ cái scan này đi qua cái list này nè, đi qua cái những cái mà WhatsApp Messenger hay là Facebook hay là Instagram, người ta có thể chia sẻ cho nhau và tự tìm đến bạn. Có nghĩa là cái quảng cáo này là cái quảng cáo mạnh nhất. Ok, cũng giống như hiện tại bây giờ mình đang quảng cáo cho đứa em đó.
Hy vọng đứa em gái nhìn thấy cái này cũng thấy vui một tí. Ok. Mình nghĩ cái này là chắc các bạn tạm hiểu rồi, mà ai có cần cần cái gì, cái nhu cầu gì cứ tự nhiên tự giác cứ hỏi mình sẽ thoải mái, mình rất là thoáng về mấy cái ngành này nha, tại vì chỉ cần những người ham học mà giúp đỡ mọi người tiết kiệm được tiền, không cần phải đi in đi cái này cái nọ thì tại sao không làm được chuyện tốt? Tại vì nếu mà mình làm cái gì tốt đó, mình cũng mong sao là sẽ có người đối xử tốt ngược lại với mình, không phải là vật chất mà là cái tấm lòng. Ok, mình xin chào cả nhà, mình xin ngừng cái video tại đây. Cái video sẽ được đưa lên YouTube và đưa lên Facebook. Mình xin chào bà con.